Hello chị ơi, giờ đi đâu á? Đi swim class hả? Đi bơi hả? Nắng quá phải không? Cô chú thấy dạo này mắt dây là đỡ rồi đó, tự động luôn đó. Ba hồi thì nó đỡ, còn ba hồi thì nó bị, không biết đường nào làm lần luôn. Rồi đó, bây giờ nó rinh vô cái này, nó nói mẹ mẹ chơi con nè. Giờ chơi gì nè? À, bây giờ con cho cô chú coi cái tay con bị gì đâu. Tay bị gì? Đó cô chú ơi, tay chạy bị đứt tay nè. Mà sao đứt, nói mẹ nghe coi. Nói tiếng Việt coi. Không không, mẹ chơi gì? Mẹ chơi BJ Masks với ai? Chơi là ai? Chơi là cái gì của mẹ? Chơi là cái gì của mẹ? Ủa con không biết luôn hả? Chay là con của mẹ. Con gái đầu lòng của mẹ. Đầu lòng của mẹ. Cục vàng của mẹ. Đúng rồi. Trời ơi con không biết luôn hả? Trời ơi trời, hỏi chay là gì của mẹ, nó nói nó con. Rồi bây giờ hỏi lại nè, chay là cái gì của mẹ? Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt mẹ mới chơi. Sao không nói mà? Mẹ phải nói đi cho con biết con là cái gì của mẹ chứ. Con là cái gì của mẹ? Con là cái gì của mẹ? Đó, mẹ mới thấy chưa? Con là cục gì? Con là cái gì của mẹ? À, không nói nữa hả? À, không, mẹ không nói nữa, ok. Vậy bây giờ nói lại lần cuối nè. Con là cái gì của mẹ? Không biết luôn hả? Con là cái gì, cái gì, cái này là cái gì? Tóc tán nhau tay giờ. Con là cái gì của mẹ? Cục gì? Chay không nói tầm bậy nghe chay. Cục gì? Tầm bậy nè. Tầm bậy nè. Con là cục gì? Không 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 chơi, không nghỉ chơi đi. Mẹ. Vậy con cục gì của mẹ? Cục vàng của mẹ. Đúng rồi. Trời ơi, không nghe, không nói nha, không nói nha. Rồi bây giờ con muốn mẹ chơi làm sao nè? Rồi bây giờ cho mẹ biết bạn này tên gì? Gecko. Rồi bạn này tên là gì? Owlet. Bạn này tên gì? Newton. Rồi đây là con mèo. Đây là con mèo Lucky. Ủa không phải Lucky hả? Cái mèo này màu gì? Không, đây là con mèo Wacky. Hả? Con mèo nó kêu làm sao? Mèo, mèo. Mèo vậy hả? Con chó nó kêu làm sao? Rồi con heo nó kêu làm sao? Con heo kêu làm sao? Con heo kêu vậy hả? Chết mẹ quên tắt điện thoại rồi. Con chú mua nhiệt khoa nghề Tây. I'm so sorry. Cái gì vậy? Con đến làm gì vậy? Con muốn rỡ ra hả? Yeah. Sao gỡ ra vậy? Con đây này mày gỡ cho. Oh wow, sao con giỏi vậy? Đau hả con? Yeah. Cô chú coi nó ra cái cửa hàng mà dị hoa nghệ Tây á, mặc dù Ngọc lao mỗi ngày nha. Mà hả nó đi, nó ra ngoài nó đi chân không chân đồ này kia lên, nó vẫn có ấy luôn. Tại vì Ngọc quét nhà, khi mà quét cái chổi đó, nhị hoa ngậy tay đồ này kia, mình cái chổi của nó mình quét là nó rang khắp nhà hết, nó giống như dính y như là nghệ vậy đó. Ngộ ghê á. Ủa bây tự nhiên con gỡ ra làm chi, rồi bắt đầu bây giờ con bỏ vô lại là sao? Là sao? Không, mẹ không giúp mấy cái này, tự nhiên nó đang ở trong đó đàng hoàng, cái con đem con. Lỗi của con phải là người chịu đau. Con phải là người chịu đau cho con biết được. Cái đó là lỗi của con, tự nhiên người ta đang ở trong đó. Không, mẹ không giúp. Dạ chay. Ủa, tại sao? Bây giờ mẹ hỏi con nè. Mẹ giờ mẹ hỏi con nè, tại sao nó đang nằm ở trong đó mà con đem con gỡ ra?
Hả? Rồi bây giờ con đem bưu dán vô lại. Con như vậy là con phí lãng một cái miếng băng keo cá nhân. Nói tiếng Việt coi. Con muốn mua cái băng keo cá nhân hình Mickey Mouse hả? Để mẹ gọi cho ba nha. Ủa, gọi cho ba để ba mua chứ ai mua? Nói tiếng Việt coi. Nịnh dứt chưa? Lỗi của ai? Con làm đứt tay là do lỗi do con không cẩn thận mới bị đứt tay, hiểu chưa? Mẹ sẽ gọi cho ba để kêu ba mua mua Mickey Mouse phải không? Ok, Mickey Mouse hay là Elsa? Elsa hay là PJ Masks? PJ Masks hay là Olaf? PJ Masks. Mày không biết nha, mày không biết là có băng keo cá nhân của PJ Masks không á nghe. Nè, mày gọi ba không bắt máy nè. Ba chơi có cái điện thoại để làm cái gì đó. Không bao giờ bà gọi bà bắt cái máy được dùm cái. Tật lạ ghê, lúc nào điện thoại cũng nằm ở trong cái tiếng chuông im lặng hết á. Không hiểu đời nổi luôn, gọi cái chừng cái chục cuộc mới bắt máy là sao trời. Đó, gọi không được nè, con thấy không? Gọi không được đó, để chút nữa ba gọi lại cho mẹ. Ok. Rồi giờ ba bảo tự nhiên gọi mẹ ăn chi nè. Cuộc đời mẹ không sao mà chay không cho mẹ bình yên, ba không cho mẹ bình yên, ba bảo cũng không cho mẹ bình yên vậy chay. Hả? Cho tôi một ngày thôi. Trời ơi, con chay này nó dơ chưa? I was in the parking lot. I was just gonna come inside. Đâu, ai bỏ vô cho con á? Ba hả? Giờ mẹ đang chơi con nè. Giờ con muốn chơi gì nè? Nè, cái con này nè, cái này là con biết cho ai chơi không? Cái này là cho cái thằng này tên gì quên rồi. Romeo. Này Romeo đấy hả? Romeo ngồi xuống đó đó. Đó đúng rồi. Ủa không ngồi được hả? Bành hai chân ra ngồi thôi chứ chi đâu. Chứ ai ngồi. Nè con đem cái tàu ra đây để cho mẹ gắn cái tàu vô coi. Ủa bà Nhung gọi mẹ nữa nè. Đây mày cúp máy rồi mày nghe bà Nhung coi. Oh, that's pretty cool, right? JD, you're not playing with that right now. You got to share, okay? Now you gotta build it again. Yeah, you. I spilled it. No. I did it. No, you gotta make it again. Oh yeah, make it again. Let me see you. I didn't get to watch you the first time. Wait. That's okay. You both can play. Just let JD get in first. Okay, now JD, move over so she can get in. No seatbelt. No seatbelt. Please. No. It's safety. No. You guys aren't driving, so no seatbelt. You can't sit in there. Move over so she can sit. Go get in there. Can you get in there? You need help? Got it. Yeah. Hold on. Let me help you. Okay. One, two, three. Ooh, big girl. Ow. All right. Ow. What are you guys doing in there? I don't know. You don't know? She can't move anymore, JD. It's just enough for both of you. Yeah, Audrey. Audrey, you like the car? Vroom, vroom. Oh, it's not turning on because it's got the power cord in it. Here, let me take this out. Okay. Oh, wow.
Nice. You guys having fun in the car? You want to get down? Yeah. Okay, let me help you. Hold on, I'm going to put this right here so I can help you, okay? Okay, here, let me help you. Are you guys going to play with the building stuff? Oh, you guys want to throw the balloon at each other? Watch out, JD. You fell. Throw the balloon at each other. Go like this. Audrey, go like pink. Whee! There you go. Oops. Yeah, bounce it around. You got it? Okay, try it again. Okay, throw it up. Throw it up. Throw it up. Ooh, bounce it. Watch out, you're gonna slip and fall. Oops. Yeah, no. Let Audrey do it. Let Audrey throw it at you, JD. Go ahead. Over here. Whee! Daddy. Yo. Now throw it. Throw it together. Yo. Throw it, JD. 1, 2, 3. Yay! Now throw it, Audrey. Yay! Yay! Okay, now throw it. Whee! JD, wait until she throws it back to you. 1, 2, 3. Ooh! Oh, here, let me clean that up for you. All right, throw the balloon. Oopsie! Okay. Whee! Oh, good job, Audrey. JD, wait until Audrey gets it and throws it back to you. I got it, Daddy. No, Audrey, that's for feet. No, that's for feet. Nah, gotta throw it to you. Honey, you gotta learn how to. I'm gonna hit my chin. Oh, you can hit your chin? Okay. Go ahead, Audrey. Go ahead. Whee! Oh. I got it. Now throw it to Audrey. Be careful, JD. She got it. Now she's gonna throw it to you, JD. JD, you have to, when you throw it, you gotta let her throw it. Let me grab it. Okay, ready? Let me grab a honey. All right, now throw it at her. Woo! JD, yeah, let her grab. Good job. Let me get my fingers. Okay, ready? Now throw it. Whee! Yeah, another one. Here, let me grab it. Ready? 1, 2, 3. Boo! No! You can have this one. You can have both. You switch them. Throw it to each other. Throw it together. Throw it together. Look at her face. Ready? 1, 2, 3. Yeah, you grab that balloon. Yeah, good job. I'm not throwing it. Oopsie. Throw it. Throw it at her.
Let her catch it, JD. I got it. Let her catch it. Okay, now you bounce it to her. Whee! I got it. Wow. Whee! Wow. I got it! Yay! I got it! You guys having fun? Catch me! I got it! Good catch! Ooh! I got it! Ooh! Get it! Get it! Oh no! What's that? What are you doing now, JD? Daddy, you can play with them. No, you guys can play with both of them. Okay. Okay, here you go. Ready? One, two, three. Be careful, don't bump into anything. You might hurt yourself. You guys ready? Ooh. You guys having fun? You got it? Whoa, good catch. Okay, got it. Yeah, it's mommy. Whee! Oh, she caught it, JD. You couldn't catch it? Oh! Oh! I got it! Wait, why'd you throw it at her so hard?